Ông Zelensky thừa nhận Ukraine đông khó nam nguy. Tổng thống Ukraine thừa nhận cục diện chiến trường đang rất khó khăn với lực lượng nước này. Ông Zelensky viết trên Telegram hôm 24 tháng 2 rằng hiện mặt trận phía đông rất khó khăn, đau đớn, nhưng chúng tôi đang làm tất cả để chịu đựng. Tổng thống Ukraine tiếp tục thừa nhận, đối với miền Nam, tình hình ở một số nơi khá nguy hiểm, nhưng quân đội của chúng tôi có phương tiện để đáp trả đối phương. Hiện các lực lượng thân Nga tiếp tục pháo kích thành phố Kherson ở miền Nam, khiến 40.000 người bị cắt nguồn nhiệt sưởi ấm. Một câu hỏi đặt ra là tại sao ông Zelensky lại chủ động đề cập đến tình trạng bi quan trên các chiến trường? Đó có thể là cách tổng thống này gia tăng sự hối thúc cho phương Tây phải chuyển thêm vũ khí và chiến đấu cơ. Nhưng đây cũng có thể là một bước đệm cho việc Kiev công khai thực tế đã để mất một số chiến địa từng được coi là trọng yếu như thành phố Bakhmut ở phía đông. Vậy nguyên cớ nào đằng sau việc Bakhmut bị Kiev bỏ rơi, cũng như việc Mỹ có dám mang quân tới đấu với người Nga để cứu đồng minh hay không? Đó là những nghi vấn mà chúng tôi đã giải đáp trong video phát sóng hôm 23 tháng 2 vừa qua.